xương tay tìm bao nhiêu lần không ra. Như năm ngoái là ta trồng vào mà chứ không thì người ta mới nói là ông đá với gạch xây nhưng ta xây đẹp cái thế rằng mỗi một khu có cái chữ thọ và nó có đẹp có chữ hai bên trồng hai cái đại hai cái vật tuế là vật đại chay đúng không chay đấy quả mì này cái sườn này rất nhiều hai đó là tụt giãn tính mạch tụt chào chào chú. Chào chú à. Hôm nay nói tiếng Việt nói tiếng Việt to hơn à. Còn đây là hai con bác này, hơn ra 2 tuổi, con đi đâu ạ? Cái này là mình... Chị về chị cũng chú đáo, chị hỏi là bây giờ lúc chị ở đấy là ông bà sống, thì bây giờ ông bà mất thì sẽ ra mộ chị thăm nhà. Và có bao nhiêu mộ cha chú họ tộc cho chị đất để chị cũng mua hoa, chị ra chị cắt tất. Thế là lúc đi ra để hăng hái lắm, xong nó lắng ý. Nó lắng cho bắt đầu huyết áp lên, bắt đầu đau ngực khó thở. 55 năm đấy bạn mà đi tìm lúc ông bà mất năm 24 bắt đầu là cái chị là anh đi bảo mấy em dỗ ông ấy vô cùng và đắp đất. Thế mà nó cũng chọn những cái đấy nó đẹp chọn cái đấy là 439 là cùng 70 triệu vì trước là cái cồn như này nhưng mà đây tập cảnh như còn đây cho tới 100% bây giờ nhưng mà mua rất mới làm cũng một kiếm đẹp đi xương tay tìm bao nhiêu lần chúng ta như năm ngoái là ta trồng vào mà chứ không thì người ta mới nói là bằng đá với gạch xây nhưng ta xây đẹp cái thế rằng mỗi một khu có cái chữ thọ và nó có đẹp có chữ hai bên trồng hai cái đại hai cái vật tuế là vật đại còn hai cây mẫu đơn 12 cái cong tao trồng bây giờ cao tốt bằng cái cây kia cả bây giờ 12 cái cao người già đẹp. Là người ta phải cùng ngủ ra như công viên để đi nghỉ ra 12 con đẹp rất tốt mà bà quý chị đây mới cho con đi tìm mà... đấy ngày dỗ các bác về đông đủ này về dạ. Ghi lại tí kỷ niệm nghe lời gì ở đây ông nước chua đi ở đây chứ còn đến bây giờ thì quả này có cái là mồ lao nữa không? Không, cuối năm nó mới ra. Không, nó mồ lao nữa, tức là nó không khỏe lắm ạ. Mồ lao nó khỏe to hơn. Cây chay đúng không? Đây đấy quả mì này cây chay rất nhỏ. Đây này có mấy quả vàng vàng không? Quả này mình chưa chú. Đây các cây quả trăm lắm. Ít nhất là trong cái 10 năm nhưng mà cứ 1 tháng là 4 bình xăng tâm xe Santa Fe. Mà biết là trăm nhất đi chưa bao giờ 3 bình. 4 bình. Tháng nào như tháng nào. Nói mày bị xuân hả? Về thường dụ ít nhất 1 tuần là ít nhất là 3 lần chứ còn có 4 5 lần. Ít nhất là 3 lần là giữa tuần lần cái thứ 7 và chủ nhật. Bây giờ thì cứ biết lúc nào còn sống thì đi đâu còn con mà kệ nó đi không thì việc của nó. Nhưng mà này bây giờ là tuyên bố anh tính đi đang được quy. Bác tính hả? Bác tính được quy rồi. Vừa thăm bác hôm cách đây 10 ngày à. Ở cái tầm này á mà nó nắng thế này là không chịu được đây hôm nay nó mát đây này. Bác ơi vẫn cứ bia rượu nhiều quá. Đúng rồi. Bác chắc sao rồi kỳ đi xét nghiệm lại chưa? Đi rồi. Giờ hai đó là tụt giãn tính mạch tụt hai đó là đi lấy bánh đi đây. Thơm cố thơm cố cái đi thơm cố. Cái cây bưởi này là ra quả.
Thì mấy lần này đến vườn tháng này thì cứ có tháng mô cũng chưa lần thế cái chỗ lần gần đây lại cao lần đường phòng vừa đó là lên quý cái kiểu như đến ngày đến tháng sau rồi khổ đau như đường món gọi là quốc hồn quốc tuy tiết canh dê tiết canh dê ôi chuyên gia này Dũng đầu bếp cứng nhà có hẳn một cái bếp riêng để làm món gì Tarish yeah chào chú à. Hôm nay nói tiếng Việt nói tiếng Việt to hơn hai chú cháu hôm nay nói tiếng Việt thì vẫn dạy tiếng Pháp cho người Việt chứ vẫn giá dạ. đúng rồi vậy tiếng Việt đấy. Ở Việt Nam này là ngày giỗ, đây là ngày mất ngày giỗ thì là bao giờ cũng văn hóa Việt Nam là cũng phải mở tiệc, đó, con cháu là về để mà giữ tiệc nhưng tưởng nhớ tới người đã mất, nhưng mà tụ họp lại để tăng cái tính cộng đồng, cái đoàn kết trong gia đình family đấy, gia đình sinh nhật, đấy là văn hóa Việt Nam á, văn hóa Việt Nam á là văn ngày hóa. Nó văn hóa Việt Nam là tức là ngày giỗ là coi trọng hơn ngày sinh nhật, coi trọng hơn ngày sinh nhật là không quan trọng bằng ngày giỗ.
Bin ngồi đây đi. Ông Bin ngồi đây đi, ông Nga này. Ông Bin ra sang đây đâu? Đất khóa này. Chú, à. Đấy, coi làm cái để đưa lên đây cho ở như trong kia biết chứ. Nhìn đấy chứ. Nay cũng nói tạm tạm được rồi. Chú. Cũng được mấy từ nhưng mà mình hơi dài câu là anh không nghe không hiểu được. Đây bảo ông cháu nó ra đây ngồi. Hôm nay tiếp các chú 6 giờ. Đây 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 ông cháu. Đây này, đây các chú giới thiệu này này. Đây con chú ruột này, con chú ruột này, con chú ruột này, con bà dì ruột này, dễ bà dì ruột này đeo chú đây con này, trong ngồi đây tiếp này, ngồi đây tiếp. Lấy đăng ký kết hôn rồi. Nên hôm sau đi hoàn thôi. Bữa sau là kết hôn là cho chú sang Pháp đấy nhá. Chú cũng nhiều tiền đi mất. 3 chén. Cầm chữ. Còn đi trong đấy à? Đấy à? Đệ tử anh Lâm à. Ba nè, còn anh Lâm chưa? Đệ tử anh Lâm, nhưng mà anh ở trong đấy. 26 à. Rồi hay nhỉ. Anh Đức anh em mình ngây thơ lắm nhưng mà gặp ông thơ lắm mới là anh nhá. Anh gặp anh mới ngất luôn. À, chứ chứng nói là gặp chị Trần bắt đầu anh Đức anh mới biết là cái gì là chị rồi. Không biết là biết hay chưa nhưng mà anh ơi, em mời anh em biết không? Ông chị Loan làm, chị Loan không biết chị Thơm. Thơm anh Thỏ sao không biết. Chị Loan với em biết đâu, không biết. Không biết đâu. Còn Thơ Thỏ đấy chị. Ở đây, cửa đây là chị Thơm đây. Anh Thỏ này, chị Thơm với chị Thơm. Thơm nàng là chị nhớ. Đó thì anh nói được đâu, không dám nói chứ. Chị Thơm là chị nào mà nửa tư của yêu anh Đức mà anh Đức đồng ý đây. Mà em có anh Thỏa đấy chi. Chị nhớ không? Nhưng mà có cái chị... Chị Thơm là chị tăng 6. Chị đỡ nhưng mà... Ai kệ cho em? Nhưng mà có một cái chị gì chị năm 86 là chị Thơm mà chị gì chị không nhớ à? Dạ, em anh Thỏa đấy chi. Lấy thế cho nó kỷ niệm hay kỷ niệm cái thấy đúng ông Dũng mà. Có nhớ cái đoạn năm xưa ngồi xong rồi kể chuyện xong rồi bắt đầu khóc không? Bây giờ ông vẫn còn lưu cái đoạn năm trước ngồi đây, ngồi trước ngồi tâm sự ngoài này xong bắt đầu ông ra quay xong khóc không? Ông vẫn đang còn ở trên trên mạng á, lúc nào mở ra cho xem. Chuyện tình đã quên, đừng đến kéo.